Rồi chị chào em ha. Dạ, chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ, em cũng vui được chào chị, được gặp chị. Em tưởng bữa nay chị quên em luôn, em đã buồn ngủ. Hẹn giờ thì tới giờ chứ, em nói đi. Em dạ em lời đầu tiên chào, em gọi đến đây chào thân thương đến cả nhà và chị. Chúc cả nhà và chị có một buổi tối cuối tuần được vui vẻ hạnh phúc và luôn an lạc trong cuộc sống. Nói đi. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Huệ, em năm nay 46 tuổi. Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là hiện tại là giáo viên yoga trị liệu ạ. Ồ, giáo viên vô ca hả? Yoga trị liệu chị. Em làm cái việc đó được bao lâu rồi? Dạ, em làm từ lúc mà bị dịch bây giờ là 20 á, 2020 đến nay. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, thì về vấn đề đó thì em tình trạng hôn nhân của em đã như vậy chắc 10 năm á. 10 năm đúng rồi. Ly thân 3 năm, ly dị 10 năm. Dạ. Em có được mấy bé? Nói đi. Dạ quan một chị. Con của em á là bao nhiêu tuổi rồi? À, dạ 13 tuổi chị. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em à, dạ em theo điểm em chắc em thấy em thích học hỏi về tất cả các cái vấn đề mà chuyên môn về sức khỏe chị, và em cũng thích học hỏi về các vấn đề khác nữa nếu có điều kiện. Và em thì thẳng tính. Dạ, thẳng tính và thích cái sự chân thật, không có thích cái sự dối trá, cũng hòa đồng. Rồi còn cái điểm của em? Cái điểm của em hả? Chắc hơi nóng tính chút không. Rồi, với lại không có thích hút về cái vấn đề mà ăn uống thì em không có thích cái rượu bia hút thuốc rồi đó chị. Rồi, dạ. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Nếu như em được mơ lần nữa em chắc cũng muốn người đó là lớn hơn em tầm khoảng từ 48 đổi lên, lớn tuổi chút. Rồi tính tình thì cũng hoạt bát, biết tôn trọng phụ nữ, biết đừng hút thuốc uống rượu, tại em không chịu được mùi thuốc, không chịu được, tự nhiên em bị ấn mùi thuốc vậy, biết hết thì được, em có thể chịu được mùi bia chút được, nhưng mà cái mùi thuốc tự nhiên em không chịu được, không biết sao. Con em như thế nào, có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ, chắc bé cũng ủng hộ thì em cũng có nói qua rồi, nhưng mà bé nói là ok, nói là ok, bé nói vậy đó chị. Dạ. Rồi bây giờ những lúc rảnh rỗi thì em thích làm việc gì để giải trí cho mình, sở thích của em á? Dạ, những lúc rảnh rỗi thì em thì dạy cho con tiếng Anh, dạy bài hát tiếng Anh, luyện mấy cái nếu mà buồn quá thì stress quá thì tập yoga để giải stress. Dạ em dạy yoga là em dạy ở trung tâm á hả?
Dạ. Em dạy Con chị. yoga là em dạy ở trung tâm đó hả? À, dạ. Em dạy ở trung tâm đó chị. Yoga trị liệu á chị, chứ không phải là yoga bình thường. Yoga trị liệu là mình trị bệnh bằng phương pháp tự nhiên á chị. Dạ. Rồi gia đình của em có được mấy anh chị em? Dạ, mười mấy người. Mười mấy người đó chị. Gia đình của em có ai ở Em nước ngoài là anh, dạ có anh họ nhưng mà bị không liên lạc được với anh chị. Nghe lúc mẹ mất mẹ nói là có anh họ cố gắng tìm anh họ để mà có việc gì con cần thì con nhờ. Lúc em nghe mẹ mất mẹ nói vậy mà em không liên lạc được, em không biết địa chỉ. Dạ. rồi? Em thích một anh làm quen với em trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ cũng hoạt bát nhưng mà nói đúng lúc đúng nơi đúng cái sự việc thôi, đừng có mà lanh quá. Nói chung là đúng, nói đúng cái tình huống, làm sao mà nếu mà như gặp vấn đề xảy ra thì mình hóa vấn đề đó lớn thành nhỏ, nhỏ thì biến mất luôn. Dạ em thích như vậy chứ không có được ai lớn rồi làm quá vấn đề lên nó không có. Mình phải nói chung là em thích cái người đó xử lý sự việc bằng cái lý trí chứ không bằng hành động. Dạ. Em coi video của chị hay ai giới thiệu em xem? Dạ bạn em. Bạn Bạn em giới thiệu em giới thiệu. hả? Dạ. Em nói trong trong mười mấy năm nay mà mày vẫn ở ở vậy, em nói em không biết em quên luôn. Chứ lại nói thôi vô vô kênh chị Huyền Yến á, kênh đó thấy ổn định thì tối em vô coi. Dạ. Rồi em vô coi được lâu chưa? Dạ em vô coi cũng được chắc mấy tháng nay nha chị. Bạn em có đăng ký kênh của chị không? Dạ có, học trò của em nó học trò hồi đó học tiếng Anh đó chị, để đi Mỹ chắc giờ đây giờ bây giờ là chị ở ở ở Houston rồi đó. Qua Mỹ Giờ rồi. chị ở Houston rồi. Hồi đó em dạy tiếng Anh cho chị á, rồi chị suối em, hồi Là suối cũng lâu rồi đó. khi chị qua Mỹ rồi chị mới kêu em đăng ký hay là chị ở Việt Nam chị kêu em đăng ký? Qua Mỹ mà cái lúc mà chị qua qua Mỹ là chị xuống em là vô kênh của chị xem. Em rồi em bây giờ em có nấu ăn cho vợ cho con mình không hay là hai mẹ con ăn cơm tiệm? Dạ phải nấu chứ, nấu ăn chứ đâu ăn ở ngoài được chị. Em sẽ nấu ăn chứ, tại vì chị biết vô cái yoga trị liệu là nó kỹ lắm chị. Chị phải học về cái vấn đề dinh dưỡng, về học về vấn đề phẫu thuật cơ thể á, cho nên là em thấy cái bản thân mình cái bộ phận của tất cả các bộ phận trong cơ thể mình được trân trọng lắm và nó làm việc rất là cực, cho nên là em hoàn toàn là nấu ăn sáng trưa chiều tối. Mà cũng đơn giản lắm, cứ ăn những cũng ít nấu lắm, nấu đơn giản thôi à, chứ không có cầu kỳ như ngày xưa nữa. Tại vì bây giờ em hiểu cái vấn đề đó. À, ăn nó tầm bậy là mất công lọc máu chị cực lắm. Thì hồi đó chỉ là em có sinh, em không có chích vắc xin mà em bị đuổi việc á. Là Làm gì? tại cái hồi đó tại em không có chích vắc xin á, là em cũng điều khiển được cái thân thể của em, cho nên là em cũng bị thiệt thòi là do em mất việc. Lúc đó là em làm việc gì? Nó nói là em đi dạy tiếng Anh. Ồ, em là giáo viên tiếng Anh đó hả? Dạ. Cái vô là nó hỏi giấy 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 chích ngừa đâu chị, em đâu chích mũi nào. Tại em nói em điều khiển được cơ thể em không có chích cầm chích ngừa, mà vô xong rồi nó là nó lọt em ra luôn, mấy tháng luôn, nó cấm em khỏi ra ngoài luôn.
nó nhớ hai mẹ con em 3 4 tháng luôn, đi đâu mua gì nó cũng không cho mua luôn, mắc cười lắm. Rồi đâu làm gì được em. Em rồi trời. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ nè, trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Trời, em nghĩ sao chị? Chị như giờ nếu mà em cũng biết sao nữa chị lên. Thì em nói là giống ai người nào mà thấy ai mà tính tình hợp hợp giống em thì người ta có thể kết nối với em. Em không có lựa chọn được chị duyên. Giống như là vũ trụ gửi cho em người nào thì em nhận người đó, nhưng mà vũ trụ cũng hiểu tính em. Em nghĩ là người ta cũng vũ trụ cũng gửi. Chắc em nghĩ là mười mấy năm qua em không có nghĩ tới luôn, em quên mất luôn á. Rồi bây giờ mà tự nhiên sư khiến cho em đặt kênh của chị, chắc là vũ trụ cũng muốn gửi gắm cho, cũng muốn gửi cho em một người nào đó cũng đàng hoàng. Cho nên em cứ phó mặc cho tự nhiên, để cho tự nhiên. Và nếu mà anh nào mà thấy ok thì anh đó kết nối kết nối với em. Rồi bây giờ nếu có người yêu, em có thích người yêu của em có tính dạ, hạn không? Có cũng được mà không có cũng được, vì chắc lớn tuổi, em thích người lớn tuổi cho nên chắc người ta không lãng mạn đâu, mà không sao, với em cũng sao, mọi thứ. Dạ. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị ha. Dạ. Em xin tạm biệt khán giả cộng trong nước và ngoài nước, và chúc cho cả gia đình của mình bình an trong cuộc sống. Master. Ok, bye em, good night em nha. À, sau video này nếu bạn nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với em ha. Còn nếu sau video này em thích anh nào thì gửi số video của anh đó qua chương trình, chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy. Và nhớ là gửi tin nhắn nha, gửi tin nhắn trước nha em nha. Vậy ha.